các lực lượng pháo binh Ukraine chiến đấu gần thành phố Bakhmut nói rằng quân đội Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công trong khi Kiev chờ đợi thêm viện trợ từ phương Tây. Bây giờ, vì thời tiết, chúng tôi đã chuyển sang các hoạt động phòng thủ. Đối phương liên tục cố gắng tiến hành các hành động tấn công, Mikhailo, một chiến binh của lữ đoàn tấn công chuyên biệt số 92 của Ukraine cho biết. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 17 tháng 1 xác nhận 98 cuộc giao tranh đã nổ ra trong 24 giờ, gấp đôi con số được báo cáo vào cuối tuần trước. Theo báo cáo, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực giữ vững tiền tuyến, gây ra những tổn thất đáng kể để lùi các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận gần thành phố Liman, Bakhmut, Avdiivka và một số khu định cư nhỏ khác ở phía đông. Đơn vị của Mikhailo tập trung vào hỏa lực phản pháo nhằm đối phó với pháo binh, súng cối, pháo chống tăng, xe tăng cũng như bộ binh của Nga, lực lượng đang được Moscow luân chuyển. Vũ khí nước ngoài không được thiết kế để hoạt động trong điều kiện thời tiết như vậy, Mikhailo thừa nhận, đồng thời cho biết các phương tiện chiến đấu đang bị kẹt trong vũng lầy. Chúng tôi đã thấy hệ thống pháo bị trơn trượt khi tìm cách rời khỏi các vị trí, nó trượt trên băng, binh sĩ Ukraine nói thêm. Các lực lượng Ukraine đã duy trì thế trận phòng thủ ở nhiều khu vực trên mặt trận khi tuyết rơi nhiều. Chiến dịch phản công vào năm ngoái không thể giúp Ukraine vượt qua các phòng tuyến của Nga, vốn được phòng vệ kiên cố ở phía nam và phía đông. Pavlo, một binh sĩ khác của đơn vị cho biết, quân đội Ukraine sẽ không thể tiến công trừ khi họ nhận được nhiều đạn dược và binh sĩ hơn. Tranh cãi chính trị ở Mỹ và Liên minh châu Âu EU đã trì hoãn hai gói viện trợ tài chính và quân sự lớn cho Ukraine trong nhiều tuần qua, mặc dù Kiev cho biết họ hy vọng các gói viện trợ này cuối cùng sẽ được chuyển giao. Để tiến công, để di chuyển trên tiền tuyến, chúng tôi cần đạn dược, chúng tôi cần thêm sức mạnh của nhân lực, chúng tôi cần vũ khí, Pavlo cho biết. Nếu đối phương hiểu rằng chúng tôi không có nguồn lực, họ có thể dễ dàng gây áp lực cho chúng tôi. Nếu các quốc gia khác giúp chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi đạn dược, nhân lực và vũ khí, chúng tôi sẽ thành công, Pavlo nói thêm. Binh sĩ Ukraine thừa nhận đơn vị chiến đấu đã thiếu đạn dược và điều này xảy ra khi họ đã bắn tới 20 quả đạn pháo trong một ngày. Tháng trước, tướng Oleksandr Tarnavsky, tư lệnh nhóm tác chiến chiến lược Tavria, phụ trách mặt trận phía nam của quân đội Ukraine đã thừa nhận Kiev gặp một số vấn đề về đạn dược, đặc biệt là đạn pháo thời Liên Xô, loại 122mm và 152mm và vấn đề này xảy ra trên toàn bộ chiến tuyến. Ông Tarnavsky nói rằng thiếu đạn pháo là vấn đề rất lớn và việc nước ngoài cắt giảm viện trợ cho Kiev đang tác động rất lớn đến tình hình chiến trường. Ông cho biết quân đội Ukraine mệt mỏi ở mặt trận phía đông nam đã chuyển sang thế phòng thủ ở một số khu vực nhưng đang cố gắng tấn công ở những khu vực khác. Thừa nhận của ông Tarnavsky cho thấy tình thế khó khăn hiện nay của Ukraine khi phụ thuộc vào viện trợ của phương Tây. Xung đột kéo dài dường như đã khiến các đồng minh, đối tác phương Tây hụt hơi với các cam kết viện trợ cho Kiev. Năm ngoái, cuộc phản công của Ukraine mang lại rất ít bước tiến trên chiến trường. Các chuyên gia quốc phòng cho biết khi Ukraine đã vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược và binh sĩ, nước này cần phải tái thiết và xây dựng lại lực lượng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi Mỹ, nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine và các quốc gia khác phải hành động nhiều hơn để hỗ trợ Kiev.